vô chung kết này. Em chờ đi quay quát cho anh em chia sẻ cho mình nha. Toàn đấy chứ.
trận đấu nào anh em ơi, để là được chưa? Không nhìn mọi thứ đều ok rồi đâu. Rồi cho anh em xem tí đặc sản đấy mà nó tính đúng mất rồi sao? Quá không mọi người ạ, quá không vào sân nhá. Thank you.
thôi mình sẽ không về đâu mọi người ạ. Bây giờ mình xong đây mình về ngay mình luôn. Và Lý Văn Trường là
tất cả mọi thứ phải xin phép bí trường và xin phép đại nam thừa và lý văn trường tài đâu. Của lý trường một hai phục duy cho điểm rồi xuất đất điểm tấn công của sân đức 6-3
Nhìn này mọi người biết là quả là chuyền sắt lưới và là chuyền xa. Trực tiếp cho
Bắc Mau ngoài mọi người nhá. Bắc Mau thì có gì ở ngoài ở mọi người. Ngày càng lên đỉnh cao. Một điểm số rồi. Có một quả bò không? Sẽ là trong giờ này 1:17.
câu. Điểm số bây giờ là 21, 17, 18. Luôn là cái vũ khí sắc nhất trong trận đấu, đó là đột biến của vẫn là màu hồng. Trận của Lý Văn Cường điểm số 19-21. Chia sẻ mạnh tay lên cho Kim Chin nào mọi người ơi. 19-21 rồi. Đây màu hồng đang nói gì đây? Anh ơi anh bắt mua đi. Bắt ra đây cho em bắt mua rồi. Đấy. Vẫn là màu hồng. Ôi trời ơi!
xanh cái kia sợ lắm. Khán giả xem toàn thấy công an sợ. Không làm sao. Các chú cũng làm cũng mà. À, chú... Trở lại cho nước ngay bên phía bỏ ông. Bên nước phía ông số 3. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ý nha mọi người. Thank you.
đấu sẽ đấu thứ ba cho trận chung kết giải bóng chuyên nam. Bắn bóng bỏ.
Trời ơi, đi chú đây, ok. Xuân Đức. Cảnh giải ba rồi nhá. Một thành công. Anh em trên chúng chút thông cảm. Một. Một con. Một con. Liên tiếp là những đường chắn bóng thành công cho Mỏ Hồng. Vẫn là Xuân Đức phản bóng. Mạng hơi giật à? Tấn công không Mỏ Hồng? Không. Đấu người báo rất là đông nhưng mà nhà thi đấu lẻ lắm. Hết thời gian lưu ý, đội di chuyển vào trong sân. Idol trình chính. Người xịt đấu trong bao. Đảo của trời trận thi đấu chung kết. Đúng lắm rồi đấy, chúng đảo. Một xịt đấu mang tính chất quyết định trong trận chung kết của trường đại học này. Điều đó. Đầu của trận đấu thứ ba chúng ta cảm nhận được là kết quả. Trả lời, câu điểm 8-6 rồi.
tham gia bằng liên kết với điểm số của ngày 16 rồi. Vâng, và ngay sau đó đã có trả lời từ vị trí của Quốc Duy. Các bạn tháng 2 đội điểm 08, 7. Cùng là kết điểm số còn 4 điểm, 71. Vâng, chúng ta chờ đón những pha. Sẽ là Quốc Duy phạt bóng. Đây là Quốc Duy, liệu có 11 điểm hay không? 5 điểm.
bóng đi ở bên ngoài sân và điểm bóng được cộng lên cho đội 1 16-12. Thank you.
Thank you.
đằng sau cho mấy này luôn, ảo thật, libero này. Let's go!
tốt và đây là Phúc Duy. Oh!
12 rồi. Còn có biết cái. Còn tôi thấy chẳng cái quả nào cả. Thì hôm nay một con cái mà không ra tay một con cái đâu. Cái cho có em gì. Tốt ở đây là lý trường. Đánh bóng làm sao về con.
không tranh được tại vì không chuyên nghiệp rồi. Các anh em đi đánh như này 2 kèo 4 người là phải chịu. Thank you.
chị chào đây tất rồi. Cả mọi người nhá. Xem trao giải em sợ muộn xe ấy. Em đặt xe rồi ạ.